Tiếp tục vào việc anh chị. Đất thành phố Di An dưới 2 tỏi quý anh chị ạ. Anh chị nghe không nhầm đâu. Dưới 2 tỏi và nằm trong khu dân cư. Phải vội anh chị ạ. Tô này nó đẹp, ngang 5m. Ở phía sau có lối thoát hiểm 4m luôn anh chị. Đường trong khu dân cư này 12m tổng con đường này. Mình tính cả vỉa hè anh chị nhá. Đường rải nhựa đẹp luôn quý anh chị ơi. Khu dân cư này. Đó quý anh chị thấy không? Người ta ở này. Quay một vòng sang bên đây cho anh chị mình xem luôn. Thành phố Di An mà quý anh chị, đúng chưa? Đó, đường thông bằng cờ anh chị nhá. Đất mình này 1,95 tỏi quý anh chị nhá. Ngoài cái vấn đề đá hời ra rồi còn nói chuyện quý anh chị ạ. Nên là ngày hôm nay em Hải xuống đây review để cho anh chị tham khảo ha. Anh chị nào đang có tầm tài chính dưới 2 tỏi lên vào việc lô đất này. Hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Lãi suất bây giờ chỉ có 6,1% một năm thôi. Mép nhà này ra, ngang năm quý anh chị nhá. Dài 12m ha. Ở phía sau có lối thoát hiểm 4m. Lối thoát hiểm này là 4m nha, ở trên sổ là có thể hiện luôn. Đó, nó giống như một con đường luôn. Rất mề nha, xây nhà lên cực kỳ thoáng luôn. Vỉa hè phía trước đây 3m quý anh chị ha, nằm trong khu dân cư mà. Đây là phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, gần đường Lê Hồng Phong, gần chợ Đại Quang 200m. Ngoài ra anh chị mình xuống ngã tư Chiêu Lưu, chợ Đông Thành 1,5 km. Đất của mình là nằm trong khu dân cư hẳn hoi đẹp ha, sổ hồng riêng nha. Trước giờ em Hải chỉ review sổ hồng riêng, không review sổ chung, và điều đặc biệt là em Hải review miễn phí. Lô đất này em thấy rất hời nên em chọn ra em review để anh chị xem nha. Rất nhiều anh chị đang cần tìm đất dưới 2 tỏi nên vào việc đi anh chị nha. Em xin cảm ơn.